Làm giàu đã khó, duy trì sự giàu có còn khó hơn. Không chỉ cần đầu tư thông minh mà còn cần tiết kiệm đúng cách. Đầu tư là cách làm giàu nhanh chóng, nhưng dù đầu tư giỏi đến mấy mà không biết cách tiết kiệm thì cũng khó mà giàu bền vững. Giàu có, ai cũng muốn, nhưng rất ít người biết thực sự phải làm gì để có được nó. Giàu có cần sự kết hợp giữa may mắn, kỹ năng và sự kiên nhẫn. Bạn cần đặt mình vào một con đường sự nghiệp làm giàu bằng tiền, sau đó dùng số tiền bạn kiếm được một cách khôn ngoan bằng cách đầu tư, tiết kiệm và giảm chi phí sinh hoạt hàng ngày. Làm giàu quả thực không dễ, nhưng với một chút kiên trì và ra quyết định khéo léo, chắc chắn có thể làm giàu. Thứ nhất, đầu tư. Đầu tư tiền vào thị trường chứng khoán. Đầu tư tiền vào cổ phiếu, trái phiếu và các lĩnh vực đầu tư khác sẽ mang lại cho bạn lợi tức hàng năm, ROE, đủ lớn để duy trì quỹ hưu trí của bản thân. Chẳng hạn, nếu bạn đầu tư 1 triệu USD và nhận được 7% ROE, thì tức là mỗi năm bạn sẽ nhận được 70.000 USD, tình trạng lạm phát sẽ hạn chế hơn. Tuy nhiên, đừng để các giao dịch viên thuyết phục bạn rằng giao dịch chứng khoán nhanh kiếm được tiền. Mua bán hàng chục cổ phiếu mỗi ngày về cơ bản như một kiểu đánh bạc. Nếu không may thực hiện một số giao dịch xấu, rất có thể bạn sẽ mất hết tiền. Chắc chắn đây không phải là cách tốt để làm giàu. Thay vào đó, hãy học cách đầu tư lâu dài. Chọn các cổ phiếu có các yếu tố cơ bản vững chắc và đứng đầu trong các ngành được dự đoán sẽ phát triển trong tương lai. Sau đó, hãy để cổ phiếu ở yên vị trí. Đừng vội giao dịch, hãy để nó tự vượt qua những thăng trầm. Nếu biết cách đầu tư khôn ngoan, theo thời gian bạn sẽ đầu tư rất giỏi. Đầu tư tiền vào bất động sản. Một cách kiếm tiền rất tốt là từ bất động sản, dù là bất động sản cho thuê hay là nhà đất giao bán. Tuy nhiên, như mọi lĩnh vực đầu tư khác, đầu tư bất động sản cũng không có gì đảm bảo chắc chắn cả. Thế nhưng, có rất nhiều người thực sự trở thành đại gia bất động sản dựa vào sự linh hoạt, thức thời, nắm bắt trước xu hướng, nhanh nhẹn trong các chuyển giao cơ sở hạ tầng. Đầu tư thời gian. Ví dụ, bạn thích có thời gian rảnh rỗi, nên bạn dành vài tiếng mỗi ngày thảnh thơi không làm gì cả. Nhưng nếu bạn đầu tư vài giờ đó để làm giàu, bạn có thể sẽ có 20 năm rảnh rỗi, là khoảng thời gian nghỉ hưu. Nhưng cố gắng bây giờ để đổi lấy sự giàu có sau này. Hãy sống không giống ai ngày hôm nay, để ngày mai bạn có thể sống không giống ai. Không đầu tư vào những tài sản nhanh mất giá trị. Chi 50.000 USD cho một chiếc xe hơi đôi khi được coi là lãng phí, bởi có khả năng nó sẽ mất một nửa giá trị ban đầu trong vòng 5 năm tới. Ngay khi bạn lái chiếc xe đó ra khỏi cửa hàng, nó lập tức giảm 20% đến 25% giá trị và tiếp tục giảm qua mỗi năm sử dụng. Điều đó khiến việc mua một chiếc xe hơi trở thành một quyết định tài chính cần xem xét vô cùng kỹ lưỡng. Không đầu tư tiền vào những thứ vớ vẩn. Hãy cố gắng đánh giá bất kể thứ gì trước khi mua là có thực sự cần thiết hay không. Dưới đây là một số thứ bạn có thể đã không chi nhiều tiền đến như vậy nếu như có kế hoạch làm giàu cụ thể. Casino và xổ số. Chỉ có số ít người may mắn mới kiếm được tiền, đa số đều mất tiền mà không nhận lại được gì cả. Hút thuốc lá. Không chỉ hại cho sức khỏe mà còn mang tiền đốt thành khói. Những người nghiện thuốc lá nặng không những chi bộn tiền vào những điều thuốc vô tri mà còn mất cả núi tiền để khám chữa các bệnh liên quan đến hút thuốc. Những thứ như bắp rang, kẹo, nước ở rạp chiếu phim hay đồ uống ở hộp đêm cũng muốn rất nhiều tiền. Phẫu thuật thẩm mỹ, tăm trắng không chỉ tiêu tốn nhiều tiền mà còn mang ung thư đến gõ cửa nhà bạn. Việc tiêm Botox vào mũi có thực sự giúp bạn đẹp lên hay chỉ mang lại cho bạn những rủi ro, nguy hiểm hoại tử? Vé máy bay hạng thương gia thực sự không cần thiết. Hạng sang phải mất thêm vài triệu để đổi lấy một chiếc khăn nóng và vài cm không gian chỗ ngồi. Duy trì sự giàu có. Làm giàu đã khó, duy trì nó còn khó hơn. Sự giàu có luôn bị các yếu tố bên ngoài tác động như thị trường, mà thị trường lại biến động không lường trước được. Nếu bạn cảm thấy hiện tại là quá tốt thì sẽ nhanh chóng tụt dốc lúc nào không hay. Nếu bạn được tăng lương hay ROI tăng điểm thì đừng dại mà tiêu ngay. Hãy giữ lại phòng cho những lúc kinh doanh chậm hay ROI giảm. 2. Làm giàu qua sự nghiệp. Học Excel. Cho dù được đào tạo 4 năm đại học hay đào tạo nghề, bạn nhất định phải có kiến thức nền tảng cơ bản như là học Excel. Chọn đúng ngành nghề. Các cuộc điều tra cho thấy những người làm trong ngành giáo dục có mức thu nhập thấp nhất, cao nhất là những người làm trong ngành tài chính. Ví dụ, ở Mỹ, những ngành nghề được trả lương cao nhất gồm có bác sĩ, kỹ sư dầu khí, luật sư, quản lý công nghệ thông tin và kỹ sư phần mềm. Chọn nơi làm việc phù hợp. Nếu muốn theo đuổi giấc mơ làm giàu, nhất định bạn phải tìm đến những thành phố lớn nhiều tiềm năng chứ không phải bám trụ ở những vùng quê nghèo. Ví dụ điển hình, nếu bạn muốn khởi nghiệp, hãy đến thung lũng Silicon. Nếu muốn phát triển trong ngành công nghiệp giải trí, hãy đến Los Angeles hoặc New York. Thay đổi công việc. Khi đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực của mình, bạn hãy mạnh dạn thay đổi môi trường làm việc. Không những được trải nghiệm các nền văn hóa của các công ty khác nhau mà bạn còn có thể tăng lương.
đừng ngại thay đổi. Nếu bạn là một nhân viên có tài, công ty hiện tại cũng có thể tăng lương và đưa ra nhiều đãi ngộ hấp dẫn để giữ chân bạn. 3. Cắt giảm chi phí sinh hoạt. Dùng phiếu giảm giá. Chắc chắn bạn sẽ rất vui nếu bạn được trả tiền để mang về những thứ bạn cần dùng với nhà. Hãy tận dụng những phiếu giảm giá bởi bạn chả mất gì. Bèo nhất là tiết kiệm được vài nghìn, còn nhiều nhất thì có thể bạn sẽ mang được rất nhiều thứ vật dụng, thực phẩm cần thiết về nhà. Mua với số lượng lớn, đây không phải là cách tốt nhất nhưng lại là cách hiệu quả nhất. Có thể bạn không mua đủ nhiều để được chiết khấu như bán buôn, nhưng cũng đủ để bạn có thể biến 2 bữa ăn thành 4 bữa ăn. Học cách bảo quản thực phẩm. Có tới 40% thực phẩm bị hỏng trước khi kịp sử dụng. Hãy nhớ rằng vứt thực phẩm đi là vứt tiền đi. Hãy học cách bảo quản thực phẩm thông minh. Trên mạng có rất nhiều hướng dẫn trong vấn đề này. Giảm các chi phí tiện ích. Các chi phí điện, nước, ga bạn hoàn toàn có thể cắt giảm. Chỉ cần tắt khi không dùng là đã giúp hóa đơn giảm đi 1/3 số tiền rồi. Tự nuôi gà, trồng rau. Hãy cải tạo sân vườn để có được những bữa cơm thật sạch sẽ, đảm bảo sức khỏe cho gia đình mà lại còn tiết kiệm. Nếu không có diện tích rộng, bạn có thể tận dụng sân thượng, ban công để trồng rau trong hộp xốp. 4. Tiết kiệm. Chi trả cho bản thân trước. Có nghĩa là trước khi bạn đổ hết tiền lương vào một đôi giày hiệu mới hoặc một câu lạc bộ golf mà thực sự không cần thiết lắm, hãy để tiền vào một tài khoản tuyệt đối không được đụng đến. Hãy làm điều này mỗi khi nhận lương và xem tài khoản của bạn ngày càng nhiều số như thế nào. Tạo ra các quỹ ngân sách khác nhau. Hãy chia số tiền kiếm được thành nhiều khoản tiền khác nhau. Hãy theo dõi chặt chẽ ngân sách của mình mỗi tháng, đặc biệt là khoản tiết kiệm để tiếp thêm động lực cho sự nghiệp làm giàu. Hạ cấp xe và nhà. Bạn có thể làm gì với một căn hộ thay vì một ngôi nhà lớn, hoặc có bạn cùng phòng thay vì ở một mình? Bạn có thể làm gì nếu mua một chiếc xe cũ thay vì một chiếc mới nhưng lại hạn chế sử dụng? Tất cả những điều bạn có thể làm là làm đầy tài khoản tiết kiệm của mình.